Olympic Việt Nam và nhiệm vụ giành 3 điểm trước Mông Cổ. Chiều nay, ngày 19 tháng 9, đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ gặp Mông Cổ trong trận ra quân tại bảng B môn bóng đá Nam ASEAN 19. Chúng ta đang đứng trước cơ hội giành vé đi tiếp. Hai đội tuyển Olympic Syria và Olympic Afghanistan đã rút lui khỏi ASEAN 19. Điều này dẫn đến bảng C môn bóng đá Nam ASEAN chỉ còn hai đại diện là tuyển Olympic Hồng Kông, Trung Quốc và Uzbekistan. Theo đó, ban tổ chức ASEAN đã đưa ra phương án là Uzbekistan và Hồng Kông, Trung Quốc sẽ thi đấu hai trận lượt đi và về để xác định môn nhất bảng. Cả hai đội nghiêm nhiên đi tiếp vào vòng mùng 1 tháng 8. Đây được xem là cơ hội cho Olympic Việt Nam để hướng đến tấm vé đi tiếp. Theo điều lệ môn bóng đá Nam ASEAN 19, ngoài các đội nhất, nhì ở mỗi bảng đấu, 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ góp mặt ở vòng loại trực tiếp 4/5 bảng đấu. Tuyển Olympic Việt Nam nằm ở bảng B cùng với Mông Cổ, Iran và Saudi Arabia. Nếu đánh bại Mông Cổ ở lượt trận đầu tiên, Olympic Việt Nam gần như chắc chắn giành vé vào chơi vòng mùng 1 tháng 8 tại ASEAN 19. Đây cũng là đối thủ bí ẩn mà chúng ta không có quá nhiều thông tin. Lực lượng nòng cốt của Mông Cổ tại ASEAN 19 chính là những gương mặt vừa tham dự vòng loại U23 châu Á 2024. Đội hình của đối thủ này còn có sự xuất hiện của cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu là Sokbea Batbea. Điều đáng tiếc nhất là sự vắng mặt của cầu thủ Philip Andersen đang thi đấu giải hạng 3 Cộng hòa Séc vì không có tên trong danh sách đăng ký sơ bộ trước đó. Mông Cổ còn nhiều hạn chế về lực lượng và chuyên môn. Đây là cơ hội để Olympic Việt Nam giành điểm ở trận ra quân ASEAN 19. Về tình hình tuyển Olympic Việt Nam, do mất nguyên một ngày di chuyển từ Hà Nội sang Hàng Châu, nên thực tế thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chỉ có vỏn vẹn 2 buổi tập để chuẩn bị cho trận ra quân tại bảng B. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết, thật ra với quỹ thời gian như vậy chúng tôi không thể làm tất cả mọi thứ được. Chúng tôi đã lường trước được vấn đề này. Chúng tôi cần điều chỉnh cái gì trước, cái gì sau. Theo chúng tôi thấy, trạng thái cầu thủ đang tốt. Việc đưa cầu thủ trở về trạng thái sung sức để chuẩn bị cho trận đấu hết sức quan trọng. Thứ hai, các cầu thủ phải có tinh thần tốt. Hai điều này, tôi thấy các cầu thủ Việt Nam đều đang có. Tinh thần hết sức thoải mái, hưng phấn. Sức khỏe cầu thủ đang ở trạng thái tốt, sẵn sàng cho các thử thách. Tại ASEAN 19, tuyển Olympic Việt Nam dù không đạt được thành tích, hướng đến việc cọ sát, tích lũy cho các cầu thủ, thế nhưng chúng ta vẫn quyết tâm vượt qua vòng bảng. Đây là thành tích mà trong hai kỳ ASEAN trước đây chúng ta đều vượt qua. Thậm chí, tại ASEAN 18 cách đây 5 năm, tuyển Olympic Việt Nam đã vào đến bán kết. Ngoài vấn đề chuyên môn, chúng tôi phải chuẩn bị cho các cầu thủ về tâm lý. Về mặt tâm lý, không phải đến đây chúng tôi mới chuẩn bị. Chúng tôi chuẩn bị từ những giải đấu trước, kể từ khi bước vào giải U23 Đông Nam Á 2023. Mặt khác, các cầu thủ lên đội tuyển quốc gia hay thi đấu vòng loại U23 châu Á 2024 cũng đã có những trải nghiệm, kinh nghiệm thi đấu và sẵn sàng cho ASEAN 19. Chúng tôi chỉ việc nhắc lại cho các cầu thủ nhận thức rõ tính chất, ý nghĩa giải đấu lần này. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh, trận đầu tiên gặp Mông Cổ vì thế rất quan trọng. Bởi ngoài việc tạo ra sự khởi đầu thuận lợi thì một chiến thắng sẽ giúp đội tuyển Olympic Việt Nam duy trì sức cạnh tranh so với hai đối thủ còn lại. Đó sẽ là những cuộc cọ sát chất lượng của tuyển Olympic Việt Nam. Nhiệm vụ giành 3 điểm quan trọng, nhưng điều mà chúng ta quan tâm hơn là màn trình diễn của các cầu thủ. Sau hai giải quốc tế của U23 Việt Nam, đội hình Olympic Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn lần này được kỳ vọng sẽ có nhiều mới mẻ. Trận đấu giữa tuyển Olympic Việt Nam và Mông Cổ sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ ngày 19 tháng 9. ASEAN 2023 chưa tin chiến thắng của Olympic Việt Nam trong trận ra quân. Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ mở hàng cho đoàn thể thao Việt Nam ở Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 19, ASEAN 2023 khi có. Trận ra quân bảng B môn bóng đá Nam gặp Olympic Mông Cổ vào lúc 15 giờ ngày 19 tháng 9. Người hâm mộ nước nhà kỳ vọng Olympic Việt Nam sẽ có khởi đầu suôn sẻ để mở ra một kỳ đại hội thành công. Trong bảng B, có thể nhận thấy đối thủ lớn nhất của Olympic Việt Nam là Saudi Arabia và Iran, hai đại diện Tây Á vốn có truyền thống ở đấu trường châu lục. Olympic Mông Cổ được xem là đội yếu nhất và do đó, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần hướng tới một kết quả khả quan. Cụ thể là một chiến thắng để duy trì cơ hội đi tiếp. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn hơn ai hết là người hiểu rõ nhất sự khắc nghiệt của môn thể thao vua sau nhiều lần thăng trầm với bóng đá trẻ. Chỉ nửa năm trước, cũng ở bảng B một giải đấu cấp châu lục là vòng chung kết U20 châu Á 2023. Chính thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã bị loại sớm sau khi có tới 6 điểm ở hai lượt trận đầu tiên, nhưng vẫn phải về nước vì để thua hiệu số sau thất bại 1-3 trước U20 Iran ở lượt trận cuối bảng B. Trở lại với ASEAN 2023, Olympic Việt Nam ở thời điểm hiện tại là tập thể được đầu tư và không thiếu khát vọng. Lứa học trò dưới tay huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đào tạo hiện tại chính là tương lai gần của nền bóng đá. Cụ thể, giấc mơ Olympic Paris 2024 và World Cup 2026.
có hiện thực hay không phụ thuộc nhiều vào khả năng của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Trận ra quân luôn khó khăn, cho dù đó là đối thủ nào. Olympic Mông Cổ bị đánh giá là yếu hơn, nhưng vấn đề với Olympic Việt Nam là các cầu thủ phải bắt nhịp thật nhanh với giải đấu. Đội bóng của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần thích nghi với điều kiện khí hậu, sân bãi để sẵn sàng cho sàn đấu cấp châu lục. Olympic Mông Cổ có thể đá không tốt, nhưng Olympic Việt Nam sẽ trả giá đắt nếu không vượt qua chính mình và mắc sai sót để đối thủ khai thác. Lịch sử những lần dự ASEAN gần nhất cho thấy bóng đá Việt Nam luôn có khởi đầu rất suôn sẻ. Từ trận thắng lịch sử 4-1 năm 2014 của thầy trò huấn luyện viên Toshiya Miura trước Olympic Iran, tới hành trình tới top 4 ASEAN 2018 của đội bóng do huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt, và giờ tập thể của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng xứng đáng được trao niềm tin. Họ là những con người trẻ trung và còn chưa khai phá hết năng lực của bản thân. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng là chiến lược gia cầu tiến, luôn hướng về phía trước. Rất nhiều lần ông bày tỏ kỳ vọng rằng bản thân ông sẽ giới thiệu thêm những Văn Hậu, Quang Hải, Tiến Linh, Hoàng Đức khác cho bóng đá Việt Nam. Vị chiến lược gia người gốc Khánh Hòa thừa trải nghiệm đỉnh cao để giúp các học trò đứng vững trên đôi chân của họ. Bắt đầu bằng trận gặp Olympic Mông Cổ ở Hàng Châu lần này, Olympic Việt Nam phải cải thiện được khâu dứt điểm. So với những đối thủ cùng khu vực mà thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã vượt qua ở Thái Lan để đăng quang ngôi vô địch Đông Nam Á vừa qua, ASEAN có đẳng cấp hơn hẳn và sẽ không có nhiều cơ hội. Olympic Việt Nam cần bản năng săn bàn hiệu quả của Xuân Tiến với những cú ra chân quyết đoán, chính xác trong vòng cấm. Ở hàng thủ, Tuấn Tài trở lại cũng sẽ giúp huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn yên tâm cho vị trí bên cánh trái. Trong khung thành, Văn Chuẩn được kỳ vọng sẽ phát huy được phong độ như khi ở Thái Lan vừa qua. Bên kia sân, trong đội hình của Olympic Mông Cổ có hai cầu thủ gốc gác nước ngoài và cũng đang thi đấu ở châu Âu gồm Philip Andersen và Sokbea Babea. Trong đó, Andersen hiện tại đang thi đấu cho câu lạc bộ FC Slav. Tuyển Olympic Việt Nam trông chờ gì ở ASEAN? Tuyển Olympic Việt Nam rơi vào bảng đấu có Ả Rập Xê Út và Iran, hai đội bóng hàng đầu châu Á. Vì vậy, mục tiêu đi tiếp không hề đơn giản, ngay cả khi nhắm tới tấm vé vớt cho một trong bốn đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, hai ngọn núi cản đường. Đội tuyển Olympic Việt Nam sẵn sàng cho các trận đấu tại ASEAN 19, Anh, VFF. Vào lúc 15 giờ ngày 19 tháng 9, đội tuyển Olympic Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ đá trận ra quân gặp đội tuyển Olympic Mông Cổ. Đây là đối thủ yếu nhất bảng B và đương nhiên đội bóng áo đỏ sẽ đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm. Giới chuyên môn cho rằng nhiệm vụ trên trong tầm tay Khuất Văn Khang và đồng đội. Tuy nhiên, ngay cả khi giành chiến thắng, Olympic Việt Nam vẫn còn cả chặng đường dài. Ngoại trừ Mông Cổ, hai đối thủ còn lại là Olympic Iran và Olympic Ả Rập Xê Út đều rất mạnh. Ngoài việc đứng top đầu châu Á, hai nền bóng đá này còn thường xuyên đại diện cho châu Á tham dự World Cup. Tính riêng tại ASEAN, Iran có tới 4 lần vô địch vào các năm 1974, 1990, 1998 và 2002. Bên cạnh đó là hai lần về nhì năm 1951, 1966, một lần về thứ ba năm 2006 và một lần xếp thứ 4 năm 2010. Ả Rập Xê Út không có bề dày thành tích tại ASEAN giống như Iran, một lần về thứ ba, một lần xếp thứ 4, nhưng bóng đá ở quốc gia này cũng là một thế lực lớn. Theo thống kê, Đại Bàng Xanh có tổng cộng 6 lần tranh tài tại World Cup và góp mặt trong hai kỳ gần nhất. Iran đương nhiên cũng chẳng kém cảnh khi cùng có 6 lần có mặt tại sân chơi lớn nhất thế giới, góp mặt 3 kỳ liên tiếp gần nhất. Chỉ riêng những thống kê như vậy đã cho thấy sức mạnh của hai đội bóng Tây Á. Chưa hết, cả Iran lẫn Ả Rập Xê Út cũng thể hiện quyết tâm cao khi đến Á vận hội năm nay khi mang theo nhiều tuyển thủ quốc gia. Xét thực lực, Olympic Việt Nam đương nhiên thua kém hai ông lớn Tây Á. Đặc biệt, dưới trướng huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chủ yếu là các cầu thủ lứa U20 theo định hướng của VFF. Chính bởi vậy, để cạnh tranh một trong hai vị trí đầu bảng, lấy vé trực tiếp vào vòng loại trực tiếp cực khó khăn. Trong khi đó, điều nhắm tới top 4 đội thứ ba có thành tích tốt nhất cũng nhiều rủi ro. Bởi lẽ, Mông Cổ khả năng cao sẽ đứng cuối bảng, giải lại có bảng 3 đội nên thành tích với đội đứng cuối sẽ không được tính. Đồng nghĩa thầy cho ông Tuấn phải trông vào hai trận với Iran, Ả Rập Xê Út, tiềm ẩn sự bùng nổ. Theo bình luận viên Ngô Quang Tùng, tuyển Olympic Việt Nam chắc chắn phải đối mặt nhiều khó khăn nhưng cơ hội lấy vé đi tiếp không hẳn không có. Bóng đá trẻ vẫn luôn tồn tại sai số và trong những thời điểm nhất định sẽ xuất hiện cơ hội cho chúng ta. Bỏ qua trận gặp Mông Cổ vì không được tính thành tích, Olympic Việt Nam cần có ít nhất một điểm trong hai trận cuối và hạn chế tối đa bàn thua. Trong quá khứ, Olympic Việt Nam từng đánh bại Iran ASEAN 2014 nên chúng ta có quyền hy vọng. Cũng theo ông Tùng, mục tiêu vượt qua vòng bảng có thể hoàn thành nhưng Olympic Việt Nam khó tiến sâu bởi các đối thủ đều rất mạnh. Tuy nhiên, vị bình luận viên Kỳ Cừu cũng lưu ý ASEAN 19 không phải là giải đấu bóng đá Việt Nam đặt trọng tâm. Chúng ta coi đây là bước đệm, chuẩn bị nhân sự cho đội tuyển quốc gia nên thành tích không cần quan tâm. Cốt lõi là cầu thủ được học hỏi, cọ sát và tích lũy cho tương lai, ông Tùng phân tích. Nhưng chính bởi việc không bị áp lực thành tích, theo ông Tùng có thể giúp Olympic Việt Nam tạo ra được điều thú vị. Lứa cầu thủ này gồm nhiều cái tên mới 19, 20 tuổi nhưng bù lại có nhiều cầu thủ đã chinh chiến ở V-League,
giải U23 châu Á, chơi cùng nhau nhiều năm các cấp độ đội tuyển. Họ lại được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên biết thúc đẩy cầu thủ trẻ nên tôi tin Olympic Việt Nam sẽ thể hiện được sự gắn kết, cộng thêm tinh thần thoải mái và sức trẻ, biết đâu họ lại làm nên sự khác biệt. Đồng quan điểm, chuyên gia Hoàng Văn Phúc cho rằng nếu đã coi ASEAN 19 là bước đệm để các cầu thủ hướng tới tương lai thì không cần coi trọng thành tích. Điều cần quan tâm là thầy cho huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ thể hiện lối đá ra sao. Điểm thú vị là ông Tuấn đang xây dựng cách chơi cho lứa này giống triết lý huấn luyện viên Chelsea áp dụng ở đội tuyển Việt Nam, đó là kiểm soát bóng, tấn công chủ động. Thế nên, các trận đấu sắp tới sẽ là trải nghiệm cần thiết cho cầu thủ trong chặng đường phấn đấu lên tuyển quốc gia. Và thực tế cũng có những cái tên sang Trung Quốc ít nhiều được trao cơ hội ở đội tuyển. Số này đương nhiên sẽ tích lũy được kinh nghiệm thực chiến cho các nhiệm vụ tiếp theo, ông Phúc đánh giá. Nhưng vị cựu huấn luyện viên Quảng Nam cũng nhận định, không vì thế mà đánh giá thấp Olympic Việt Nam, được có những cái tên đã vô địch Đông Nam Á 2023. Cộng thêm một số cầu thủ chơi tốt tại vòng loại U23 châu Á 2024. Khai màn ASEAN, U23 Việt Nam ăn mừng, Thái Lan, Indonesia nhận cái kết kém vui. Theo bình luận viên Quang Huy, trong số 4 đại diện Đông Nam Á thi đấu hôm nay tại ASEAN 2022 sẽ chỉ có U23 Việt Nam được ăn mừng. Hôm nay, U23 Việt Nam khai màn ASEAN 2022 với trận đấu U23 Mông Cổ. Về mặt đẳng cấp, bóng đá Việt Nam vượt qua bóng đá Mông Cổ. Trong khi đội tuyển quốc gia Việt Nam đứng hạng 95 FIFA thì Mông Cổ xếp tận hạng 183. Ở cấp độ U23, bóng đá Mông Cổ cũng không mạnh. Họ chỉ thắng đúng một trận duy nhất trước Đài Bắc Trung Hoa, thua tới 12 trận, hòa 4 trong 17 trận gần nhất ở mọi đấu trường. Ngày 9 tháng 9 vừa rồi, U23 Mông Cổ cũng thua 1-2 khi giao hữu với U23 Campuchia. Hồi năm 2016, lứa U23 Mông Cổ khi đó còn thua đậm U23 Lào 07. Thế nhưng, bóng đá trẻ vốn rất thiếu tính ổn định, giàu sự đột biến. Như gần đây nhất, một U23 Việt Nam được đánh giá cao của huấn luyện viên Chelsea ơi chẳng phải đã bị U23 Singapore, vốn bị xem như yếu hơn rất nhiều, cầm hòa 2-2 đấy thôi. Tại ASEAN này, lực lượng U23 Việt Nam trong tay huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn còn kém nhiều lứa U23 trong tay huấn luyện viên Chelsea. Các cầu thủ sắp thi đấu ở Hàng Châu, Trung Quốc đa phần thuộc lứa U20. Thế nên, đối thủ U23 Mông Cổ e rằng không hoàn toàn dễ chơi cho U23 Việt Nam. Bình luận viên Quang Huy cho rằng, ở trận mở màn này thì thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ phải rất thận trọng. Bóng đá trẻ thì tính ổn định không cao. Nên trước hết, U23 Việt Nam phải chơi tập trung, không được chủ quan. Sau đó là cần phát huy được hết các điểm mạnh của mình. Ngày ra quân thì chúng ta phải chơi rất cẩn thận. Đề phòng như vậy, tuy nhiên bình luận viên Quang Huy cũng tự tin nhận định rằng chỉ cần chơi đúng sức, chơi tập trung, U23 Việt Nam sẽ có chiến thắng chung cuộc. Theo tôi cảm nhận, U23 Việt Nam sẽ nhập cuộc tốc độ và linh hoạt. Chúng ta không được chủ quan nhưng cần sớm áp thế trận mở để đá với U23 Mông Cổ. Chúng ta không chủ quan nhưng có thể chủ động đã áp đặt được mà. Về mặt tỷ số, tôi nghĩ sẽ là 3-0 cho U23 Việt Nam. Chúng ta cứ thong thả thôi. Trong trường hợp U23 Việt Nam thắng U23 Mông Cổ, gần như chắc chắn chúng ta ít nhất sẽ đứng hạng 3 ở bảng B. Qua đó, sáng cử ít nhất có tấm vé vượt qua vòng bảng, chọn 4 trên 5 đội hạng 3 xuất sắc nhất. Chiến thắng trước U23, Mông Cổ cũng sẽ là nguồn động lực to lớn để U23 Việt Nam đấu cường địch U23 Iran ngày 21 tháng 9 tới. Trở lại với loạt đấu hôm nay, 19 tháng 9, khu vực Đông Nam Á còn U23 Thái Lan, U23 Indonesia và U23 Myanmar thi đấu. Họ sẽ lần lượt gặp U23 Bahrain, U23 Kyrgyzstan và U23 Bangladesh. Theo bình luận viên Quang Huy, có khả năng ba đội Đông Nam Á sẽ đều không có chiến thắng. Trong đó, U23 Indonesia thậm chí có thể sẽ thất bại. Với bóng đá trẻ, mỗi một giải ASEAN tới lại là một lứa cầu thủ khác nhau. Tôi cảm giác U23 Thái Lan và U23 Bahrain khá cân bằng sẽ là một kết quả hòa cho đôi bên. Về trận U23 Indonesia vs U23 Kyrgyzstan, tôi cho rằng Kyrgyzstan sẽ chiến thắng Indonesia với tỷ số sát nút. Cuối cùng là trận Myanmar vs Bangladesh, tôi nghĩ sẽ là kết quả hòa.